Xin chào tất cả các bạn nha. Mình cũng mới đi bẫy chim về các bạn. Sáng nay thì cũng làm được một con bỏ ở trước rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cũng có rất là nhiều bạn hỏi cái giai đoạn nuôi, cái giai đoạn mà khó khăn nhất là cái giai đoạn mà nó bổ nổi, nó lên tập mồi các bạn. Đúng rồi đó các bạn. Bạn bảo là nuôi nó tuột lên tuột xuống liên tục á, thì đó là đúng nha các bạn, chính xác nó như vậy. 10 con thì chắc nó cũng chiếm khoảng 7-8 con là nó sẽ như vậy đó. Nó nuôi nó cứ lên xuống liên tục, nó kiểu như nó không có ưng nó lên ưng nó tuột đó các bạn. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn nhạy cảm nhất đó, cũng là giai đoạn mà tập lên mồi là khó khăn nhất. Thì hôm nay mình cũng có một con chim nó như thế này và mình cũng sẽ tập. Thì trước hết là đối với những cái con chim mà nó hay sập sình như vậy các bạn, thì các bạn cần phải chăm sóc cho nó ăn uống đồ đầy đủ nha. Ngũ cốc rồi lúa đồ nước đồ cho đầy đủ, thường xuyên phơi nắng cho chim nữa các bạn, cái đó là cái điều rất là quan trọng nha. Rồi thì có bạn hỏi là nên tập cây trước hay đất trước. Thì tập cây trước nha các bạn, chính xác là tập cây trước. Tại vì tập cây trước để ra rừng nó biết cách, nó rút bổi, nó kéo bổi, nó tạo cho nó thói quen ra, nó chơi mạnh liền kèo rồi ok hết rồi là chúng ta mới xuống đất nha. Cái con chim này nó là chúng ta, cái thói quen của nó là mình tạo ra đấy, nên là mình muốn cái con chim mình nó chơi liền hoặc là chơi như thế nào đó là chính mình là người tạo ra đó các bạn. Ví dụ như bây giờ một con chim này thì mình treo nó trong nhà mình đây, trong nhà đây nha. Thì mình muốn cho nó ra cây nó chơi liền, thì nó là đang giai đoạn tập mà các bạn. Thì đây là con thỏ nha các bạn, thì mình muốn ra cây cho nó chơi liền, tức nghĩa là nó chơi càng sớm càng tốt, cứ ra là chơi liền. Mình phải tập nó cho nó một cái thói quen. Bây giờ thì mình sẽ đem nó treo lên cây, tại vì mình đây cây cối nó hơi gần một chút thì nó tiện hơn các bạn nha. Nhà bạn nào có cây cối đồ như thế này là nuôi chim rất là nhanh lên. Mình thứ nhất là mình ở rừng, thành cây cối với lại chim rừng nó rất là nhiều, nó đảo qua đảo lại liên tục nha các bạn. Đó, rừng núi này nghe. Thì con này thì cũng là mồi tập tập mà mới tập thôi các bạn. Ngoại hình thì nó cũng bình thường, nhưng mà được con cái là cái giọng nó rất là hợp bổi, mỗi khi nó ghé là bổi về. Con này nó rất cứ mỗi khi nó ghé là bổi về, mà nó nghe chim ở đâu ghé là nó đứng ra rước liền, nó gù liền các bạn. Đó. Mà ngoại hình nó thì cũng bình thường thôi. Thật ra ngoại hình nó không có liên quan đâu nha các bạn. Các bạn chơi chim thì chủ yếu là cái con chim nó như thế nào là chúng ta chơi nó chính xác nhất. Chứ còn nhìn qua ngoại hình là không có đúng đâu nha. Bây giờ mình sẽ đem lên cây mình treo. Mình treo ra đây cho mình kết lo liền các bạn. Mình ra mình treo là mình đứng vô nhà đây là mình kết lo liền để cho nó gáy liền, tạo cho nó thói quen nha. Nên là mỗi khi mà nó thấy cây là nó sẽ gáy liền, ra rừng treo anh cây là nó sẽ gáy liền. Cái đó là tạo cho nó thói quen, là để cho nó nhanh chơi các bạn. Ra rừng là nó phải chơi liền á, chứ không phải ra chờ tiếng 2 tiếng rồi nó mệt lắm nha. Nhưng mà con này nó là đang bổ nổi tập mồi, thành thành ra nó chưa có căng mạnh, nó chưa phải như con mồi là ra đâu chơi đấy. Cái con mồi là chúng ta tập nó như thế là nó rất là hiệu quả nên nó dễ hơn. Còn bây giờ là mình tập nó hơi sớm một chút, nhưng mà thôi kệ, mình cũng ra mình tập nha. Bây giờ mình sẽ đi nè, lấy cái máng hướng phân ra nha. Nó đang thay lông mà nó sẽ ra cái này là cái kiểu như cái dãy nó bám trong cái cọng lông á, rớt ra nha các bạn. Thấy lông thành nó tia to lắm. Con này gáy 2 hồ lỡ. 2 hồ lỡ tức là 5 tiếng bạn. 5 tiếng lỡ. Ưng 4 ưng 5 ạ. Rồi, bây giờ đi kiếm coi treo nha. Đây, nói chung là mình cho cái chỗ nào với chỗ tập
chim là thôi chứ. Ở dưới này mấy mép có làm quá, à, đem ở trên này đi. Chim treo. Phía dưới đây đang đào ao nha các bạn. Đào ao thành có cái máy xúc nó đang đào. Ồn ào quá, chim nó cũng khó gáy. Để mình đây đi. Chỗ này trưa có con bối nó về ở đây, nó nghỉ trưa ở đây này. Nói chung là nhiều lắm nhưng mà có một con nó hay ở đây. Ở mình lại xuống cái là mấy con chim này tập rất là nhanh lên. Nhất là giai đoạn nối mạnh tập mồi đây. Trèo nhanh nào cho nó mát nó nha. Trèo đây đi. Trèo lên nhánh đây cho nó mát nó nha. Thì bây giờ mình sẽ trèo lên. Trèo lên xong rồi mình vô nhà mình kết lo nha các bạn. Kia người máy móc rồi làm ồn ào quá đây. Sợ nó không dám này nha. Nó không dám gáy này nha. Cho nó gáy càng sớm càng tốt nha các bạn. Cứ ra là cho nó gáy càng sớm càng tốt. Chập kết, chập kết. Nếu nó không gáy, đừng có kết liền nhiều quá. Đậu kết lần cho nó sung sung ở canh canh nó. Tạo cho nó thói quen nó gáy liền. Mai mốt ra rừng là các bạn ra là nó đứng trên cây là nó gáy liền à. Rồi bây giờ mình treo lên cái đây nha. Đây, nó đây bạn, trên cái đầu sào của mình đây, đây này, đó. Treo mát mẻ xuống ha. Rồi, chỗ này khá là đẹp, mát mẻ. Trưa nắng cũng có lo nha. Rồi sau khi mình treo nó tầm khoảng để thử tầm 5-10 phút nha. 5-10 phút mà nó không gáy là phải kết lo lên đó. Kết lo lên mà nếu nó không gáy nữa là đợi nó chẹp kết nữa, cứ vậy. Còn bữa nay nó không gáy nữa là mai mốt cứ vậy các bạn. Nhưng mà con này thì gáy. Ra treo hoài không cần kết lo, chẹp là gáy. Nhưng mà nó hơi chậm một chút, thành là mình phải kết lo cho nó nhanh. Nó tạo cho nó cái thói quen và nó ra là chơi liền các bạn. Mai mốt là mình ra là chơi liền, nó thoải mái cho mình. Nhưng mà thời gian này cũng hơi lâu nha, chứ không phải nhanh đâu. Tùy theo con á. Có con lâu lắm á. Có con mất mấy tháng cả năm á. Còn có con thì nhanh hơn. Cái này tùy theo thuộc vào con chim đó nữa. Rồi bây giờ mình vô nhà mình kết lo thôi nha. Thì đây là cách mình tập chim mồi nó như vậy nha. Ui dồi, kiên giang trời ơi. Mới thả cây sào xuống hả chị? Kiên gừa quá. Mình nói chung mình ở đây thì chim nó cũng nhiều nha các bạn. Nó cũng dễ hơn một số bạn. Đó, rất là nhiều chim. Rồi, đây là cách tập của mình nó như vậy nha. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn nha.